mập quá không tụt được. Ba mập quá nên nó không có trôi. Mấy cậu đi đâu đó, mấy cậu tập rồi, mấy cậu tập sập rồi, ra đây ngồi con. Ra đây con ngồi đây với ông Phúc. Ba ơi, đất đai đi tụt nè. Mấy cậu lên đây, mấy cậu lên đây. Nào lên đó ngồi, chờ ba. Con tập sập rồi. À con lên đi, giỏi giỏi. À, con chờ ba nha, con tắm rồi. Rồi mấy cậu lên ngồi ghế chờ ba đi con. Mẹ trước khi mẹ thay đồ tắm rồi. Rồi mấy con ngồi đó chờ ba. Thank you.